Xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một sản phẩm mới của Hyundai thành công xe thương mại trong phân khúc tải trung, Hyundai New Mighty EX Series, chuẩn mực mới cho dòng xe tải trung. Mighty EX Series là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao. Kích thước tổng thể của Mighty EX8 lần lượt là dài 7.385mm, rộng 2.145mm, cao 2.340mm. Kích thước tổng thể của Mighty EX6 lần lượt là dài 6.650mm, rộng 2.020mm, cao 2.310mm. Cabin được thiết kế mang phong cách châu Âu theo kiểu vuông, hiện đại và khác biệt. Cụm đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn được bố trí theo chiều dọc, đem đến nét hiện đại, khỏe khoắn và cứng cáp cho Mighty EX Series. Đèn sương mù hình chữ nhật, thay vì hình tròn như trước kia, được bố trí dưới cụm đèn pha theo chiều dọc, được thiết kế tạo nên điểm nhấn nổi bật cho mặt trước của xe. Kính chắn gió được thiết kế rộng hơn 70mm và cao hơn 20mm, đem đến khả năng quan sát tốt hơn cho tài xế, tăng độ an toàn khi vận hành. Tấm kính cửa sổ được gia tăng kích thước cả về chiều cao 40mm và chiều rộng 90mm. Lưới tản nhiệt được thiết kế mới, khác biệt hơn, mạnh mẽ hơn. Cửa cabin trang bị tay cầm chắc chắn, giúp cho việc lên xuống, ra vào cabin được dễ dàng, thuận tiện và an toàn hơn. Không chỉ chú trọng đến thiết kế bên ngoài, Hyundai New Mighty EX Series còn quan tâm đến cảm nhận của tài xế trên mọi hành trình. Khoang cabin được thiết kế vô cùng hiện đại và cực kỳ ấn tượng. Phần cabin được cải tiến một số điểm đáng kể. Toàn bộ mặt táp lô được thiết kế hoàn toàn mới với những đường nét tinh tế hiện đại mang phong cách châu Âu. Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí radio AUX USB thông minh, được đặt ở vị trí trung tâm của bảng táp lô. Ngay phía dưới là hệ thống điều chỉnh điều hòa công suất lớn. Ghế lái được bố trí nhằm phân tán tối đa trọng lượng cơ thể của tài xế, giảm bớt những mệt mỏi, đau nhức của cơ thể trong suốt hành trình. Vô lăng được thiết kế 4 chấu, điều chỉnh theo vị trí ngồi lái, rất hiện đại và bắt mắt. Trợ lực thủy lực tích hợp nhiều phím điều khiển thông minh. Mighty EX Series được trang bị kính chỉnh điện lên xuống, hệ thống khóa cửa trung tâm, gương chiếu hậu chỉnh điện rất tiện lợi và hiện đại. Mighty EX Series cũng được trang bị hệ thống sấy gương tiện lợi khi đi trời mưa. Cần gạt tích hợp nút điều khiển được bố trí một cách khoa học. Mighty EX Series được trang bị nhiều hộp chứa đồ, giúp tài xế cất giữ những vật dụng cần thiết một cách ngăn nắp và khoa học. Thiết kế cabin với khung thép dày, hấp thụ lực khi không may xảy ra va chạm. Hệ thống điều hòa lực phanh theo tải trọng mang lại sự an toàn tối ưu và an tâm tuyệt đối cho người sử dụng. Khung chassis có kết cấu dạng khung thẳng, giúp xe tăng độ cứng, giảm độ võng khi chất hàng hóa phía sau, bổ sung thêm lỗ trên chassis giúp giảm khối lượng xe, dễ lắp đặt các loại thùng hơn. Cabin lật nghiêng một góc 50 độ giúp cho việc bảo trì bảo dưỡng được thực hiện một cách dễ dàng và thuận tiện. Cửa cabin có thể mở rộng tối đa một góc 80 độ. Xe sử dụng công nghệ mới là engine downsizing, giúp cho động cơ nhỏ gọn hơn nhưng lại có sức mạnh lớn hơn. Trái tim của Mighty EX Series là khối động cơ D4cc với dung tích xi lanh là 2891cc cho công suất tối đa là 160 mã lực, vượt trội so với các động cơ khác trong cùng phân khúc. Hộp số Dimos 5 cấp cho hiệu quả truyền động cực tốt, êm ái và ổn định. Đặc biệt, Mighty EX Series được trang bị chế độ lái Eco, giúp xe vận hành ở trạng thái tiết kiệm nhiên liệu nhất. Hyundai Mighty EX Series được phân phối thông qua hệ thống ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.